phát hiện bốn đường dây mua bán người, trong nhóm 40 người tháo chạy khỏi casino. Theo báo tuổi trẻ, ngày 23 tháng 8, lãnh đạo công an tỉnh An Giang cho biết đến nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh An Giang đã xác định có bốn đường dây mua bán người xảy ra tại bốn tỉnh và một đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Theo đó, ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ 40 người tháo chạy khỏi casino Campuchia bơi qua sông về Việt Nam, ban giám đốc công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra, cơ quan an ninh điều tra và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh chủ công, phối hợp chặt chẽ cùng công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương vào cuộc. Qua khai thác nhanh, những người trốn chạy khỏi casino ở Campuchia về Việt Nam đã khai nhận do tin vào những lời chào mời hấp dẫn tuyển lao động làm việc nhẹ, lương cao tại Campuchia với mức lương từ 700 đến 1.000 đô mỗi tháng trên mạng xã hội, nên họ đã vượt biên trái phép sang Campuchia. Tuy nhiên, khi đến Campuchia, công việc hàng ngày của họ là làm game online và lên các trang mạng theo sự chỉ đạo của quản lý casino là dụ dỗ, tôi kéo người Việt chơi game, hẹn hò, lừa đảo nhóm những người này còn cho biết họ